Xin chào mọi người và đặc biệt là những người tuổi Dần. Đây là video clip mình sẽ chia sẻ với mọi người về tử vi vận hạn của cái tháng 11 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019, tức là tháng Bính Tý đối với tuổi của mọi người. Mọi người có thể nói rằng là năm nay là người tuổi Dần, khi người ta nói Dần thân tỵ hợi thì nhiều người không biết thì tin rằng Dần thân tỵ thì hợi là tứ trong tứ hành xung, thì chắc là bị xung trong tứ hành xung thì gia đạo tình cảm của người tuổi Dần nó không có tốt đẹp. Tuy nhiên không phải là như vậy. Theo địa chi thì tuy là nó nằm trong tứ hành xung, bộ tứ hành xung, nhưng mà Dần với hợi lại là lục hợp, cho nên cái phần tình cảm gia đạo của người tuổi Dần ở trong cái năm Kỷ Hợi 2019 này nó cũng không quá có nhiều khó khăn, trừ cái chị mà gọi là gì, Giáp Dần sinh năm 1974 với kế đô chiếu mạng thì hơi khó khăn về mặt kinh tế một tí xíu, chứ còn không đến nỗi nào. Còn cái khó khăn mà hiện tại mọi người đang bị như các anh các chị nhâm dần thì là do ba cái năm tam tai 16, 17, 18 để lại mà thôi, chứ còn riêng trong năm nay thì không có phải cái gì đó quá to lớn và quá khó khăn. Đối với mọi người tháng 10 của năm Kỷ Hợi 2019, tức là tháng Ất Hợi là tháng lục hợp về địa chi, cho nên tình cảm gia đạo của các người tuổi Dần ở trong cái tháng 10 nó không có quá nhiều cái xào xáo. Bước qua cái tháng 11 này sẽ có những cái điều tích cực về mặt kinh tế hơn đối với tất cả những người tuổi Dần, hay là có những cái thất bại to lớn hơn, thì bây giờ chúng ta phải tương tự đi xem coi là tháng này tốt không. Đầu tiên hết thì mình sẽ chia sẻ với các anh các chị tuổi, phải nói đúng chính ra là các bác tuổi Canh Dần sinh năm 1950, lớn hơn ba mẹ mình thì mình phải kêu bằng bác ha. Thì ra là các bác này thì ở trong cái giai đoạn này thì cũng là cái giai đoạn gọi là ăn dưỡng tuổi già rồi. Canh Dần thì cũng có rất ít các bác còn phải bươn chải lo toan cuộc sống, trừ các bác và có phải thương mại gì đó thì làm thương mại gì đó hãng xưởng thôi, của chính bản thân mình, tức là làm chủ thì mình phải đa đoan lo toan, chứ còn đáng lẽ tuổi này thì nên nghỉ ngơi ha, 60 mấy tuổi rồi, cho nên là xét nhiều về cái bổn mạng sức khỏe và cái địa chi là liên quan đến cái chuyện gia đạo tình cảm mà thôi. Thì người mà Canh Dần thì mình tổng bá mộc, cho nên mà tháng Bính Tý của năm Kỷ Hợi này tức là tháng 11 âm lịch là một tháng thủy, như vậy nếu vậy thì xét về bổn mạng đó là bổn mạng được tương sinh tốt cho sức khỏe, và cái khi mà tốt cho sức khỏe thì cái phúc tinh và tài tinh vì thế nó cũng có được hưởng lại, có chút chiếu xíu gì đó tươi mới. Nhưng như đã nói là các bác này thì đã ở trong cái tuổi gọi là an hưởng tuổi già rồi, không có còn phải công việc bôn ba gì nữa, cho nên thì cái phần thiên can, dù rằng bị cái chữ bính của Bính Tý khắc cái chữ canh, thì thiên can bị tháng tương khắc này công việc nó báo hiệu nhiều khó khăn, cẩn thận lâm vào bể tắc. Nhưng như đã nói thì cái thiên can này nó ảnh hưởng vào công việc, các bác là lớn không có cần phải làm nữa, cho nên bỏ qua. Địa chi thì có thể nói là Dần với Tý là tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có tương hợp nha, cho nên là có thể nói là bình thường, không có chuyện gì quá to lớn, ít gặp buồn phiền ở trong gia đạo cũng như là tình cảm của các bác ha. Rồi tiếp đến đó là các anh các chị tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 với mệnh Kim Bạch Kim, người sinh năm 62 thì xét về trụ mạng thì với người mệnh Kim gặp tháng thủy là bán mệnh bị sinh xuất, cho nên là sức khỏe và bổn mạng nó sẽ bị suy yếu một tí xíu. Trong cái trụ về bổn mạng thì thường là nặng nhất vẫn là bị tháng khắc bổn mạng hoặc là năm khắc bổn mạng, còn cái thứ nhì đó là bổn mạng khắc tháng, và cái sáu thứ ba là bổn mạng bị sinh xuất.
Có năm cái mạng thì rõ ràng là với mệnh kim bạch kim bị sinh thủy, kim sinh thủy này, bổ mạng sức khỏe nó bị sinh xuất, cho nên là nó hơi bị yếu một chút, suy yếu về bổ mạng. Khi mà suy yếu về bổ mạng thì phúc tinh và tài tinh vì thế nó cũng bị lu mờ một chút, sẽ bớt đi cái tác dụng của nó. Và gặp cái thiên can là chữ nhâm của nhâm dần của các anh các chị khắc chữ binh, cho nên tháng khắc thiên can công việc báo hiệu nhiều khó khăn chống phá, không có tốt đẹp như cái tháng vừa rồi đâu. Cho nên là nhớ cẩn thận, tháng này coi chừng bạn quạng là các anh dễ hao tài. Địa chi thì cũng giống như cái người tuổi dần, người tuổi canh dần, đó là dần tí, tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không có tương khắc nhau, cho nên gia đạo tình cảm không có vấn đề gì cả, khỏi phải lo lắng. Như vậy người nhâm dần với cái bổn mạng bị sinh xuất ở trong cái tháng 11, tháng bính tý của năm kỷ hợi 2019 này, có nhiều cái điều nó tương đối là không tốt đẹp về bổn mạng. Sạc thẳng đó là lại bị thiên can tương khắc nữa, cẩn thận cái việc hao tài và tốn sức khỏe ha. Rồi tiếp đến đó là các anh các chị tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974. Với các chị thì năm nay vẫn còn la làng, dù là đã không hết tam tai 26, 27, 28 đã là la làng rồi. Năm nay lại chơi cái sao kế đô, cho nên là cũng không có quá gì suôn sẻ. Người mà Giáp Dần là mệnh đại khê thủy, tháng bính tý cũng là tháng giả hà thủy, cho nên là có thể nói là thủy đồng hàng, bổ mạng sức khỏe không có vấn đề. Thiên can giáp bính thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Tuy nhiên giáp ức thì thuộc mộc, bính đinh thì thuộc hỏa, cho nên nạp âm ngũ hành của thiên can là bị sinh xuất. Cho nên là người Giáp Dần ở trong cái tháng này, đặc biệt là các chị nữ, thì cẩn thận hao tài. Địa chi thì dần tí, tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không có tương hợp nhau, cho nên vừa trải qua cái tháng được lục hợp ha, dần hợi lục hợp, tháng này thì không xung khắc nhau, cho nên là có thể nói là mình hưởng ké cái sự tốt đẹp về mặt tình cảm, gia đạo hoặc là các mối quan hệ ở trong xã hội từ cái tháng 10 đêm qua là tốt ha. Như vậy là cũng ok. Như vậy tháng 11, tháng bính tý của năm kỷ hợi 2019 đối với người Giáp Dần là một tháng tương đối tốt đẹp, tốt hơn cái tháng vừa rồi luôn, chứ không phải là tháng vừa rồi có lục hợp mà tốt bằng. Bởi vì tháng vừa rồi dù sao nữa là thủy khắc hỏa, còn tháng này thì không có tương khắc gì cả, tuy là không có tương hợp nhưng cũng không có tương khắc. Tiếp tục đó là các em trai em gái tuổi bính dần, sinh năm 1986 với lô trung hỏa, thì người mệnh hỏa gặp tháng thủy là rõ ràng bị tháng khắc bổn mạng. Sức khỏe cẩn thận, đề phòng những cái tai nạn có thể phạm tới thân mình, chứ không phải đơn giản như là hai cái tuổi vừa trên là sinh xuất là bản mệnh khắc tháng đâu. Khi mà tháng khắc bổn mệnh thì cẩn thận nhiều điều. Đi ra đường nhớ ngó trước ngó sau. Người bính dần thì mạng lớn thật, nhất là nữ mạng, mạng rất lớn, nhưng cái gì đi nữa mình thấy nó xấu thì mình vẫn phải hạn chế. Bản thân người bính dần là mạng lớn, tuy nhiên thí dụ giống như mình đi trên con đường đi, mình biết cái đoạn phía trước nó ngắn, nó có ổ gà, thì mình cũng nên giảm tốc độ, chứ đừng có ẩu mà nghĩ mạng mình lớn, mình chạy tay lái cứng, mình cứ tăng tốc thì có chút ổ gà đó cũng qua không biết đâu được đâu ha. Biết đâu mà qua ổ gà đó cái xe mình nó lâu ngày nó mục cái gì nó sầm xuống luôn sao, đúng không? Cho nên là bổn mạng của mình thì mình phải giữ, hãy nhớ là mình có một cái mạng thôi ha. Rồi thiên can thì chủ bính của bính dần và bính của bính tý là đồng hàng, nên là công việc không có gặp khó khăn, dễ sinh tài lộc. Ngon à. Cái gì vậy mà dễ sinh tài lộc là các anh bính dần chịu lắm, tại vì mệnh hỏa siêng làm. Rồi địa chi thì cũng giống như các tuổi dần khác, với dần tý tự chủ bình hòa, không hình hại, không xung khắc nhau, thì gia đạo ấy thì gia đạo của cái người bính dần sẽ tốt đẹp hơn. Nhiều người hỏi mình, các em tuổi bính dần hỏi, trời anh ơi anh nói là cái tháng 10 vừa rồi á
là da đạo của em có lục hợp, da đạo của em nó tốt đẹp. Vậy tại sao tự nhiên hả em với chồng em cũng gay quá trời? Thì đúng rồi, người Bính Dần là vốn dĩ nóng nảy, đặc biệt là nữ mạng rất nóng, cho nên hỏi sao không gây chuyện có chút xíu ấy, ào ào ào, hỏi thằng sao ông chồng nó không gây được. Cho nên đó là mình chỉ hạn chế là nó có gây đi nữa thì nó cũng không đến mức quá quá nào. Cho nên là ok rồi. Người cuối cùng của tuổi Dần mình sẽ xét đến, đó là các em tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 với mệnh thành đầu thổ. Người mà mệnh thành đầu thổ thì gặp tháng thủy, tháng Bính Tý là thổ khắc thủy, bản mệnh khắc tháng, không tốt cho sức khỏe và bổ mạng, cẩn trọng một tí xíu. Như đã nói hồi nãy mình phân tích ở trên là có ba cái ha. Xấu nhất vẫn là tháng khắc bổ mạng giống như người Bính Dần vừa rồi. Tới xấu nhì là bến mình khắc bổ mạng của mình khắc tháng, và xấu thứ ba là sinh xuất. Thì người Mậu Dần gặp cái xấu thứ nhì, cẩn thận cái bổ mạng, có thể không có ảnh hưởng đến cái việc mà mất mạng, gọi là nguy nan, nhưng mà có bị suy yếu, nhớ cẩn thận một tí xíu. Thiên can thì Mậu Bính không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Nạp âm của Bính là hỏa, Mậu là thổ, cho nên có thể nói nạp âm ngũ hành là tương sinh. Cho nên các em có thể nói là tháng 11 có chút tài lộc nhưng không quá lớn được, cẩn thận về mặt sức khỏe một tí ha. Địa chi thì Dần Tý tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không có tương khắc nhau. Như vậy tiếp tục là một cái tháng có cái tình cảm gia đạo của mình nó tốt đẹp. Các em trai em gái tuổi 98 là đang trong cái thời kỳ gọi là yêu đương, tìm hiểu, cho nên là có một cái tháng không có xung khắc, không có quá nhiều cái sự tương khắc ở trong cái địa chi, thì hy vọng rằng sẽ có tình cảm, mọi thứ nó tốt đẹp hơn. Gia đạo ở đây không có nghĩa là vợ chồng, có thể là người thân, có thể là chú bạn anh dì em, có thể là người yêu của mình, chứ không phải gia đạo là phải cưới nhau rồi mới là người trong gia đạo, được coi như vậy. Cái địa chi nó ảnh hưởng không phải riêng gia đạo mà nó có các mối quan hệ xã hội nữa. Cho nên là hy vọng rằng là không có kiêng kỵ gì thì xin tình cảm tốt đẹp, mọi thứ nó sẽ hành thông. Như vậy thì mình đã chia sẻ xong cái tử vi vận hạn của tháng Bính Tý, tức là tháng 11 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019 đối với tất cả những người tuổi Dần. Bên cạnh những cái điều tốt đẹp về cái địa chi không tương khắc gì đem lại cho mọi người trong gia đạo, cái tình cảm, thì có là người Nhâm Dần nhớ cẩn thận, vì với chữ Nhâm khắc Bính cộng với cái bổ mạng bị sinh xuất thì rất có thể rằng sẽ phải tốn tài, không có được suôn sẻ cho lắm. Hy vọng là những cái thông tin mình tổng hợp được sẽ là cái hành trang nhỏ để cho tất cả những người tuổi Dần vốn dĩ là những người rất là cương trực và hơi khó tính một tí xíu, có được cái nhận định biết cương biết nhu như thế nào ở trong công việc làm ăn cũng như các mối quan hệ xã hội, tình cảm gia đạo của mình. Mọi người xem video thấy hay xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người khác được biết mà ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi hoặc là Tử Vi và Cuộc Sống, xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái video khác về tử vi, phong thủy, có thể là cửa của mình hoặc là người thân. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.